Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam đã và đang được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ và phát huy. Chương trình truyền hình nhân đạo hôm nay sau ghi nhanh hưng thịnh với công tác đền ơn đáp nghĩa, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Côn Đảo vang mãi bản hùng ca. Sau đây là nội dung chương trình. Với phương châm hoạt động doanh nghiệp luôn luôn hướng đến cộng đồng, mỗi năm, công ty xây dựng Hưng Thịnh Nghi Sơn đều phối hợp với chính quyền địa phương đi thăm và tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Từng là một cựu chiến binh và là một thương binh cầm súng chiến đấu trên các chiến trường ác liệt, doanh nhân Nguyễn Đức Thịnh luôn thấu hiểu những hy sinh mất mát của các thương binh liệt sĩ đã để lại trên chiến trường một phần thân thể của mình. Công việc làm từ thiện suốt bao năm qua chiếm nhiều thời gian, nhưng ông luôn xem đó là trách nhiệm phải làm trong đời mình, cũng như trong lĩnh vực hoạt động của công ty, xây dựng và phát triển những công trình cho đất nước ngày càng đẹp và giàu mạnh hơn. Với tấm lòng nhân ái của người cựu chiến binh Nguyễn Đức Thịnh, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 vừa qua, công ty Hưng Thịnh Nghi Sơn cùng với Phòng Lao động và Thương binh huyện Lộc Ninh kết hợp với Ủy ban Nhân xã đến thăm và tặng tiền, quà cho gia đình ông Nguyễn Minh Thành, thương binh 1/4 tại ấp 2, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh. Với mong muốn cải thiện điều kiện sống của các gia đình thương binh liệt sĩ, ông đã đến thăm và tặng tiền quà, đồng thời quyết định xây nhà tình nghĩa trị giá 40 triệu cho gia đình bà Trương Thị Xuân, vợ liệt sĩ, trao quà và tiền trị giá hơn 40 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và một số gia đình chính sách ở xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh. Cuộc đi trước hàng đầu tiên để làm vơi cái nỗi đau của xã hội bớt một phần để bà con vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, rồi những vùng khó khăn, người ta có cái điều kiện ăn Tết cùng hòa chung với xã hội. Cái điều đó là điều công ty Hưng Thịnh Nghi Sơn hàng mong ước. Doanh nhân làm từ thiện chỉ gói gọn bằng ấy chữ, nhưng nó chứa đựng biết bao nghĩa tình, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý, Côn Đảo sừng sững chấn giữ vùng biển đông nam của Tổ quốc, với những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng tiềm năng giàu có của biển, của rừng. Hơn một thế kỷ trước, Côn Đảo nổi tiếng là địa ngục trần gian ở xứ Đông Dương. Từ sau ngày giải phóng, Côn Đảo trở thành khu di tích lịch sử lớn của đất nước. Những ai từng một lần đặt chân đến Côn Đảo đều không sao quên được vẻ đẹp say mê lòng người, những cảnh sắc kỳ thú của biển trời và tấm lòng chân thật hiếu khách của người dân Côn Đảo, một Côn Đảo vang mãi bản hùng ca và mong sớm trở lại nơi đây. Những ngày qua trên khắp mọi miền Tổ quốc đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 150 năm hệ thống nhà tù Côn Đảo, kỷ niệm 60 năm ngày mất của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu năm 1952, năm 2012, được sự ủng hộ và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Báo Đại đoàn kết, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Mai Media, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Thẩm mỹ Thanh Hải, Thanh Hải Spa đã tổ chức chương trình Côn Đảo vang mãi bản hùng ca. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 7 năm 2012 tại khu di tích lịch sử Côn Đảo, huyện Côn Đảo. Chương trình nhằm mục đích tri ân những anh hùng liệt sĩ, các thế hệ người tù yêu nước Việt Nam đã ngã xuống trên mảnh đất này vì độc lập tự do của đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cho Côn Đảo hôm nay một Côn Đảo linh thiêng, truyền thống yêu nước cách mạng luôn tỏa sáng, để tiếp tục giáo dục, trao truyền, giữ gìn và phát triển cho lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam. Đêm giao lưu với những cựu tù Côn Đảo tại Trung tâm Văn hóa huyện Côn Đảo để ôn lại những trang sử bi tráng của các chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, thực sự xúc động và thấm đậm tình người. Những câu chuyện, những kỷ niệm về những năm tháng sống, chiến đấu tại Xà Lim, Chuồng Cọp, Hầm Đá, vân vân của các cựu tù Côn Đảo đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư tình cảm của người nghe. Ai cũng hiểu, cho dù có làm nhiều bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng không thể đền đáp được sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đền ơn đáp nghĩa đối với những anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách,
chính là chăm lo làm sao để thân nhân họ, con em họ có một cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy, nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm tình nghĩa. Mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cựu tù Côn Đảo, những người có công với cách mạng hiện đang sống tại huyện Côn Đảo, tặng 70 bộ máy vi tính cho các em học sinh trường cấp 1, 2 của huyện Côn Đảo. Đại lễ cầu siêu trai đàn tại chùa Vân Sơn, núi 1, với sự tham gia của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng đông đảo các nhà sư, hàng nghìn tăng ni Phật tử, cầu cho anh linh các liệt sĩ được siêu thoát, cho quốc thái dân an. 113 năm kể từ năm 1862, thực dân Pháp khai sinh ra cái địa ngục trần gian này, đến ngày 1 tháng 5 năm 1975, khi Côn Đảo hoàn toàn được giải phóng, hệ thống nhà tù Côn Đảo đã hành quyết, tra tấn và đày đọa đến chết hơn 2 vạn tù nhân yêu nước của Việt Nam. Chứng tích tội ác của hệ thống nhà tù Côn Đảo, cầu Ma Thiên Lãnh, cầu 914, chuồng cọp kiểu Pháp, chuồng cọp kiểu Mỹ, nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương, vân vân, cho thấy sự dã man tàn bạo vô cùng của những kẻ xâm lược, hòng khuất phục chủ nghĩa yêu nước. Xong, chúng đã hoàn toàn thất bại. Côn Đảo đã trở thành trường học chui rèn ý chí kiên cường, dũng cảm, bất khuất của người tù quyết đấu tranh vì nghĩa lớn, vì đất nước, nơi thể hiện sự khát khao cháy bỏng cho mục tiêu độc lập, tự do và tình yêu cuộc sống. Tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi lần đầu tiên được ra thăm Côn Đảo, nơi mà trong sử sách cũng như là các cái bài học giáo khoa là từ thế hệ ông cha cũng như là học sinh biết rất nhiều. Nhưng một lần để được đặt chân đến đất Côn Đảo thì đúng là một điều rất là vinh dự và tự hào với tôi. Được tổ chức một cái chương trình như thế mà lại tại ở cái nơi Côn Đảo xa xôi với rất là ấn tượng, thì tôi lại càng cảm thấy thấm thía hơn. Nghĩa trang Hàng Dương, nơi hơn 2 vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ trong 1913 phần mộ. Trong đó, chỉ có 713 phần mộ xác định được tên tuổi, quê quán. Tiêu biểu là các phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Tống Văn Chân và đặc biệt là mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người mà tên tuổi cùng sự nghiệp cũng như sự linh thiêng của chị đã đi vào huyền thoại trong lòng người dân Côn Đảo và du khách thập phương. 17 năm sau ngày đất nước được thống nhất, ngày 19 tháng 12 năm 1992, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định khởi công xây dựng, tôn tạo nghĩa trang Hàng Dương. Những mong muốn các liệt sĩ được mộ yên mà đẹp, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người đặt viên đá đầu tiên cho công trình này. Để hôm nay, trong không khí thành kính, chúng ta nghiêng mình thắp nén hương thơm dâng lên các anh hùng liệt sĩ, bởi cuộc chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của hàng vạn chiến sĩ cách mạng vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân Việt Nam. Cuộc sống hòa bình độc lập hôm nay được xây dựng từ những hy sinh lớn lao ấy. Và cũng từ góc độ đó thì các thế hệ trẻ sẽ cố gắng phấn đấu làm sao học tập tu dưỡng đạo đức để xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn và làm cho non sông Việt Nam rạng rỡ hơn. Chương trình Côn Đảo vang mãi bản hùng ca có một ý nghĩa đặc biệt bởi thời khắc thiêng liêng, bởi ngay trên mảnh đất thiêng Côn Đảo. Đặc biệt, với sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, Thanh đồng Trần Thị Thanh Hải, thành viên của Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Đạo mẫu Việt Nam, đã có sáng kiến tổ chức cuộc hành hương thỉnh Thánh mẫu Việt Nam ra Côn Đảo. Hơn 100 thành viên, gồm các thanh đồng đạo quan từ nhiều vùng miền Bắc Trung Nam đã vượt biển ra Côn Đảo, gặp gỡ giao lưu với các tù chính trị Côn Đảo, tham dự lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, thăm di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, tặng quà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ có công với cách mạng, vân vân. Tôi chỉ mong muốn làm sao mà thông qua cái chương trình tâm linh này, chúng tôi cầu siêu để cho linh hồn các liệt sĩ ở tại huyện Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương được siêu sinh tịnh độ. Trong chương trình vang mãi bản hùng ca lần này có một điểm nhấn, đó là chương trình diễn sướng trầu văn. Thì thông qua chương trình này, tôi mong muốn mang cái bộ môn văn hóa dân gian này để giới thiệu đối với các cộng đồng ở phía Nam, một bộ môn văn hóa cần được bảo tồn, giữ gìn và phát triển. Sáng ngày 27 tháng 7, sau lễ dâng hương viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, các nghệ nhân, thanh đồng đạo quan đã thực hiện chương trình diễn sướng trầu văn, các giá hầu thánh mẫu thành kính cầu siêu cho vong linh của các liệt sĩ tại đền liệt sĩ Côn Đảo, thỉnh thánh mẫu che chở cho các chân linh liệt sĩ vẫn còn nằm lại ở nghĩa trang Hàng Dương và khắp nơi trên đảo. Nghi lễ trang trọng này diễn ra với sự hiện diện của Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
kiêm chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo. Đây là lần đầu các tín hữu đã thỉnh Thánh Mẫu Việt Nam vượt trùng khơi ra hòn đảo tươi đẹp và anh hùng của Tổ quốc. Một lần nữa, chứng tỏ bản chất của Đạo Mẫu Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, đồng hành cùng dân tộc. Một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hóa, tín ngưỡng hóa. Buổi cầu siêu tổ chức hoành tráng, ý nghĩa và xúc động. Đặc biệt lần này, lễ sướng chầu văn lần đầu tiên được tổ chức tại Côn Đảo. Đây là một văn hóa tín ngưỡng, tri ân công lao của các liệt tổ liệt tông và giáo dục được thế hệ chúng ta sau này có một trách nhiệm hơn đối với Tổ quốc. Lần đầu tiên không gian diễn sướng chầu văn được diễn ra tại Điền Liệt sĩ Côn Đảo với sự góp mặt của 13 thanh đồng cùng các cung văn đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên một không gian văn hóa tâm linh tuyệt vời với những ca từ giàu hình ảnh thiên nhiên, con người đất nước, giai điệu phong phú đa dạng, ca ngợi công đức của các bậc tiền nhân, các vị anh hùng dân tộc, những người đã có công dựng nước và giữ nước. Chương trình có tác dụng giáo dục truyền thống, hướng thiện, được đông đảo người dân đón nhận. Tôi thấy đây là một cái hoạt động văn hóa rất là có ý nghĩa, mang đến nhiều cái hiểu biết mới hơn cho người dân Côn Đảo về cái loại hình hát chầu văn này. Và theo tôi thì đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa. Và tôi mong muốn là cái hoạt động này, cụ thể là cái loại hình hát chầu văn này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để cho người dân Côn Đảo được biết và thưởng thức. Thăm bảo tàng Côn Đảo, hệ thống nhà tù Côn Đảo, đặc biệt là chuồng cọp của Pháp, của Mỹ, nơi biệt giam những chiến sĩ cách mạng yêu nước với những đòn tra tấn thời Trung Cổ, vẫn như một lời tố cáo đanh thép về tội ác của thực dân Pháp và Mỹ ngụy, đã gợi nhớ cho thế hệ trẻ hôm nay về một Côn Đảo, địa ngục trần gian. Một mảnh đất nhỏ bé nhưng thấm đượm máu xương của bao lớp người đã anh dũng quả cảm, bền gan vững chí, kiên cường trước đòn roi bạo tàn của thực dân đế quốc. Để mỗi người chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống thanh bình hôm nay. Chương trình Côn Đảo vang mãi bản hùng ca với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm tấm lòng, sự tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ người tù Côn Đảo đã hy sinh vì nước, của các thế hệ người Việt Nam hôm nay, của những người làm chương trình, cũng như của các đơn vị doanh nghiệp, các tập thể cá nhân đã tham gia tài trợ, ủng hộ cho chương trình. Không chỉ vậy, chương trình cũng đem lại cho mọi người những cảm nhận mới mẻ về sức sống phi thường của một hòn đảo. Từ nơi chỉ có nắng bụi xả lim, nay đã thành thiên đường nghỉ dưỡng, chào đón du khách khắp năm châu bốn bể. Chương trình Truyền hình Nhân đạo hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website nhân đạo vtv.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.